Chào quý bà con và khán giả đang theo dõi kênh YouTube An Giang Lê Thanh. Thì hôm nay Lê Thanh có đến gia đình của chú Minh, người đàn ông mà U62 tướng như ông lão đó, nhưng mà cái nghe kể lại là sức khỏe của chú là dữ dằn lắm, như những chàng trai trẻ đó. Thì Lê Thanh sẽ vào bên trong để thăm chú nha. Mời khán giả cùng theo dõi một đoạn video của Lê Thanh nè. Cha mẹ con đâu rồi? Cha mẹ con ở ngoài hè hả? À, để chú điện thoại cho. Không giữ mày. Đây thì chú Minh ở sân hè đó, mình cũng đi ra sân hè coi. Thì có chú Minh đây không? Thôi có gặp ông ngoại không? Đâu? Gì? Hai chồng kìa, không biết vui lầm gì kìa. Hai chồng làm vui lầm làm gì trời? Ai biết đâu, xuống dưới coi coi. Đứng hai chồng ôm nhau chết luôn. Đó, đâu ta? À, mình thấy rồi nè, mình thấy rồi, khán giả. hai người đang làm gì đây, để mình tìm em đừng để quay chút xíu ha, ha kêu ổng. Hai người đang âu yếm nha. Chú Minh. Trời ơi, ai đâu nha, tới mà sao đồng luôn đi chạy. Bắt làm rồi, bắt gặp tay trận nha. Như vậy đi. Hả? Hạnh phúc với vợ chồng mình dễ hơn. À, không, ổ chồng mấy đứa nhỏ đông quá hả chú? Mấy đứa nhỏ đông quá, ra tới sao đồng luôn rồi. Ra cho gãy đi. Ừ, dạ, 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 đám. Dạ. Chuyện với vợ mình khó thẻ đâu. Chuyện bữa nay mấy con lại bất ngờ quá. Bất ngờ nhưng mới hay á. Ở ngoài đây mát ha. Đâu mà kiếm được đâu, dễ gì khó kiếm. Yên tĩnh nha. Vậy đó, xung quanh đâu có ai đó. Ở xung quanh có ai gần không nha, có ai leo đọt cây không? Rồi ở trong nhà đông quá hả chú Minh? Hả? Trong nhà mấy đứa nhỏ đông quá. Đông lắm. Rồi thành ra trò chuyện thì không kiếm chỗ nào ngoài này, chỗ này mà mũi không vậy? Thì mũi chứ mình cũng gắng hứng chịu đi. Thôi. Mũi mà mình quét là mình quét đó. À, quét làm rồi mà. Nãy giờ có quét được chưa? Chắc chưa quét nữa mấy con là phá đám hả? Ừ. Trời ta tối mới có được. À, rất này giống như âu yếm chút đêm đánh ha. Túi rồi thành ra mình quét chung thủy vợ mình về từ từ rồi cái tối mới có sức. Ủa mà ngoài này có người ta đông không mà chú Minh làm liều với chồng không? Thì ngoài đây vẫn quay à? Gò Mã không à? Nó hứng vậy đó. Ở ngoài đây Gò Mã. Rồi vợ nó mới nghĩ với mình. Rồi mới làm được cái chuyện đó. À, cho giống như bây giờ là đang đề ba đấy ha. Ờ, đang đề ba cũng như máy nổ vậy, từ từ hôm sau rồi mà tối sáng lại là nổ mạnh hơn nữa, nó dễ vô cấp tốc dễ xíu hơn. Chứ mình cái gì cũng trò chuyện cho nó biết trước rồi nó biết chung thủy với mình. Hồi nãy ghé ngoài thấy xe chú nhà ở mấy nhỏ nó cha mẹ con ở ngoài hè không biết. Ở ngoài chắc có vụ gì đó. Thành ra ổng nói chào tôi không có biết. Tụi con có đi. Thôi ba mẹ ơi, ở ngoài đó chú muốn đi ra ngoài. Ngoài đây mát hay yên tĩnh ha. Trong tôi rõ ràng luôn á. Chứ tôi tình thiệt, tôi nói thiệt, tôi nói dốc không. Ở ngoài đây yên tĩnh ha chú. Mình có sao mình nói vậy đi. Hồi giờ mà ấy ra ngoài sáng rồi. Mời cô chú đi. Cái chỗ này chỗ hai chồng tình tứ rồi nha. Trời ơi, mũi mà ông vẽm là ông vẽm. Nghèo chứ vợ chồng tôi chung thủy vậy trước luôn rồi.
cho cảm đây, giác có tâm lý này kia nọ vợ mình đây, 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 chúng mình ơi, cho nó hiểu nhau đây, cho nó chứ, trời mà mình không làm cho tâm lý vợ mình, nó sợ vợ mình nó này nó kia đây, nó cạch kẽ đây, nó miếng ngồi luôn đi, ngồi miếng ngồi luôn đi, ngồi viết nắm hết trời, miếng tình yêu nghe quý vị, ngồi viết nắm hết trời, ngồi có tình yêu thương nhau gì đó, tình yêu đó ngồi sát vô luôn đi. Xong rồi không? Đâu mà dễ kiếm được rồi. Bởi vì tôi thương vợ, tôi thương vậy đó. Mình làm mình cho biết, từ từ viết bài được rồi. Cái tối lại thuộc bài nó trả vô là cái như vợ chồng xung hợp nhau luôn, nó dễ tình cũng chết luôn. Cái giỡn là trai đó, trai kế thằng thứ năm. Cái anh có ốc nhốt. Tổng cộng là có nhiêu đứa con? Bốn đứa. Bốn đứa con. Thằng lớn á, như mình kê đó là thứ hai là con của vợ tôi. Con riêng đó ha. Con riêng là như kê đó thứ hai, rồi mới nhỏ gái lớn thứ ba. Còn nhỏ này đi học á, thì đang ngược cái là thứ tư. Còn này thứ năm nè, nhỏ thì ốc hết. Đó, vàng đương. Vàng con tôi bỏ vợ tôi bốn đứa. Còn con của nó riêng là đứa riêng. Rồi mình cũng xung hợp với cha con, mẹ con nó chung thủy nhờ đó. Nó có nói gì trơn á. Nó có việc mằng thì mằng, thấy cha mẹ cũng già nữa. Rồi nó ham thích là được phải không? Ừ. Miễn mà con nó biết nghĩ vậy thì mình khỏi nói khỏi la, nó biết rồi đó. Bởi vì chưa giờ nó làm lai gai hoài, bữa ăn cho ba mẹ có củi khi kẹt ngoài nó không có, nó cũng chở vô bao vậy á, để làm giữ. Thấy chúng mình bây giờ chúng mình lúc nào cũng hạnh phúc hết trơn ta ơi. Ừ. Mà tôi nghĩ gì hoài không? Mà hiếm có lắm nha. Ôi mà đời mấy bà này mà coi được rồi, trời ơi tôi mà kiếm được cái ông này thôi đời của tôi không biết được sống được bao lâu nữa. Chứ bây giờ tôi thấy chồng tôi nghe không phải nói đi ra đi vô, đi ngoài đường, đi ngoài đường này, về tới về lui, rút cuộc vợ chồng tôi không được chung thủy tới đời của Như Minh này chứ. Không có đâu, thấy rõ luôn có đây đâu. Ta ganh tị hả chú? Ừ, ta ganh tị một lẽ đó, vợ mình không nghĩ tình tới mình, chồng mình không nghĩ tình tới mình, và nhiều cái đàn bà con gì nữa cũng dâm nữa. Nhiều bà đủ mẹ chồng hứng không cho làm, dâm kiếm đồ này đồ kia rồi bỏ gì. Mình nói ngay ra đời nơi, đàn bà đàn ông cha nào cũng xấu trơn á. Mà có cái tánh tôi sao tôi không biết, sao tôi không tập giống mấy ông đó được. Rồi mà tập giống mấy ông đó là chắc đó giờ tôi không còn rồi. Chung thủy vợ không có còn đâu. Ừ, con tính đi, tôi sống tuổi bà già, tôi 18 tuổi chạy xe lo mà tới bà nói con ở hoài đi, tới chừng nào má mà còn lo cho con được nha, tới 30 tuổi má cưới con gái cho. Mà cái lời cha mẹ nói biết có cưới con gái thì không, thôi cả mình cũng nghĩ cha mẹ ở hoài, ở với tới 30 rồi, 30 có chạy đây quay nữa cái tới 40. Cái mình không nói ha, có ở hoài tới 46, nói giờ má bệnh đau rồi, má chết rồi, má lo con không được, thôi điện anh em đi, coi chút bệnh chỗ nào tuyên bố đi, ai nhà trời phạt khiến tuyên bố nhỏ này, mời nhỏ này bị ta hứng trước rồi. Vậy là bữa nay là chạy xe về sớm hả chú Minh? Về sớm đó là nghỉ, là gai rồi mình trơn ở nhà nè, có ai điện mình đi nữa, giờ nào cũng đi trơn, sớm giờ chưa ai điện tranh thủ đi, chưa ai điện, bởi vậy ra ngoài giường này ha. Bởi vì lúc đó vợ tôi á, là tôi đi chở đó, vợ tôi nói anh ơi, có anh kia điện kìa, nó trời ơi, vợ tôi nghe tiếng điện tưởng đâu là điện chở mối thấy không, anh ngờ không có phải, tôi nói thôi thì mà anh chạy, tới chừng nào mà anh lên thì lên. Anh chạy chở đi đổ tới giờ này nè, rồi mới về vừa nghỉ nằm đó mới được chút vậy đó. Giờ nãy vợ nó cũng tắm sạch sẽ kia nữa, lên tắm sạch sẽ rồi hả? Ừ, tắm sạch sẽ nó thôi, giờ tôi mệt mỏi à, tôi có tay có chân rồi tôi nằm đi, bị nó mệt rồi, bị nắng nó hóc á. Rồi đi đổ nữa cái nó dội ngược nữa, nó từ chỗ đó tôi nói em ấy đi, tôi nằm nghỉ một chút em lên nằm nó, thấy vợ chung thể thiệt lên chứ nằm gác tay tôi mới gác chút lên lại đó. Thấy tội nghiệp đi, nó biết thương mình thiệt. Và tôi cũng cảm giác tôi thương cái lợi chỗ đó. Bởi mới chung thủy. Và từ chỗ đó là tối lợi đêm tới sáng mình phải có giá mà. Tức là bữa nay chị mệt về rồi, tính có tính quét bả cái nào? Chưa. Tới sáng là mới quét. Cũng như là nằm nghỉ chung thủy, chung tình với vợ chồng vậy là biết ý rồi. Ra đây giống như đề ba giống nè. Đề ba gì đó, cho biết cảm hứng gì đó, làm cho biết cái ngồi đó, làm cho nó hứng gì đó. Rồi sáng này tối cũng trăm ngày đó, thế nào cũng bước đêm nay. Chắc ăn thôi. Hôm nay thì lo đi nghe. Mà trời ơi, trời cái mới biết vậy đó. Ông ơi, nó có nói rồi, nó nói anh ơi, anh làm phải như tự được rồi, lúc còn 46 tuổi, dữ lắm. Trời Phật ơi, đồ mẹ. Nó cứng bằng cây chứ, nó còn cứng bằng sắt nữa. Nên nó ba ơi, là má phải được gì, nó đỡ biết nhiều nói. Cho ông tính đi, mười mấy năm mà nó cứng như cây sắt rồi, mấy đứa con rồi. Sức lực tôi đâu còn nữa, còn chạy xe, là vợ, là con. Có được, mà đỡ hơn ông. Có là nhẹ cho ông, là biết sao.
tấm lòng anh nó còn dưỡng sức, còn sức vậy là cho em là sướng lắm, mà chứ gặp những mấy đàn ông khác là dễ kiếm được. Gặp cơ người ta chừng hai đứa, một đứa là hết lóc rồi, bốn đứa mà sức lực mỗi ngày mỗi đêm với vợ con vậy là hết lóc luôn còn nữa. Nhìn chú mình như ông lão vậy ha, nhưng mà sức khỏe chú mình sức khỏe công nhận còn khỏe lực đây luôn. Tóc đen rồi râu trắng. Tóc đen râu trắng mà kiếm ông già mà người ta còn hỏi hoài. Ông lão. Nó hỏi ông công nhận nha, ông có nhộm nó mẹ đúng không? Trời Phật, có nhộm làm gì ba? Không có tiền uống phê đó nhộm. Ông thấy ruộng mà một vợ mà tâm gây mê đó. Khó kiếm lắm á. Trung tâm gây mê đó. Chốt gì không râu đó không? Viên để ông mà. Mỏi mà anh đó kìa. Chút đây. Chút rồi đi, chiều đi. Năm sáu giờ hứa nó đi học đi, và chiều ba có cho đồ đi kia nọ, chở con đi. Nó ngày già cũng tội nghiệp con lắm. Hứa con đi nằm có mình chở đi. Đi uống nhiêu thì chừng vài chục ngàn nha. Ngày nào cũng chở chứ ha chứ không. Dạ, bị mình hứa con là có chừng nào mà chừng nào không có cho đồ á thì nó biết. Nó biết ba này không có cho đồ thôi. Nó nhìn những lúc này nói: "Ba ơi, này vô nha. Có anh đi tức là quay nè, giờ này có lý uống phê cầm nào có tiền uống phê phải không? Thương nó có nhiều đâu, tội nghiệp con mình. Nghe con mình nói vậy, cái trong tâm của mình nó suy nghĩ trời Phật ơi là trời, phải được gì mình có tiền đi, mỗi ngày mình cũng dẫn con được. Nghe con mình nói câu đó mình biết cỡ nào đó rồi tôi mới suy nghĩ hoài. Nó thì ấy đi rồi mà anh quay á thì nữa chút ba chở cho con đi cho, đừng sợ. Mà mình hứa nó có thiệt đi, và không có chở đồ cũng chở con đi nữa, tối sớm cũng về chở đi nữa. Chút tôi tình thiệt, tôi nói thương. Chút cái bộ râu lỡ ông cạo rồi về chị có buồn không? Tôi đâu cho cạo không, nó lâu lâu lén cắt tôi hoài á. Không cắt hả? Cắt mấy râu dài á. Nhóm 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 nè quét mà cắt nó đưa đưa nè, tôi còn thức. Nó nhém mấy cọng dài nè. Cọng có một hai cọng nó dài sọc à. Tỉa ha, tỉa ha. Sao cắt râu không chi hả? Nó tính cắt quá, chịu nổi không có, nó tính cắt mấy cái dài đi cho nó bằng lại nè, nguyên bộ vậy nè, dễ trà hơn cái cọng mà lưa thưa vậy. Khó trà đủ bà nội y giác. Tôi suy nghĩ hoài, tôi nói ông hay quá ha, ông cắt gì cho nó bằng hết, dễ trà hơn cái ông đương trà nguyên bộ cái ở dưới nó làm thầm nó ngứa tôi nó cầm cái tôi nói, vậy cũng được. Tôi cũng mắc cỡ mà cả ra vợ vợ chú mắc cỡ mà tôi nói thiệt, nó thiệt chứ mà ông nói gì có không kìa sao có à. Có nó mắc cỡ tôi ấy. Nó đúng rồi. Thì đúng á, nó mắc cỡ á là cái bộ râu đó là để dành gây mê đó. Gây mê đó gây là mê. Cái mấy cái cọng dài quá nó thất bại mà... thà cắt cho đồng hết đi, trà hết nguyên bộ nó dễ hơn. Đúng. Tôi nhận nha, giờ tôi cũng hiểu cái chỗ đó nên tôi nói cũng được. Tôi tưởng đông cắt cụ luôn, bà nội cũng chết luôn à. Nó mắc luôn tâm lý là vợ chồng nó chết. Chúc ơi, cái hàm râu đó là cái hàm trên hay hàm dưới, cái nào mà mình thích nhất cô chú? Cái nào nó không thích trên trời nào nó biết. Mà anh cạ công nhận hay lắm, cả trên cả dưới cũng hiểu hết trơn. Bởi vì nó thích vậy đó. Mình cả cũng trúng bài chứ đâu phải chặt bài đâu. Ông hai bộ, bộ trà trên bộ dưới trà cho đều luôn. Vậy nó mới cảm giác được. Cái trà cái quét phải không? Con cái trà trên là cả trên nó nhám ghê lắm. Nó nhám nó hơi làm như nó trúng, làm như cũng như mũi chích vậy. Làm như nó ngứa. Ở trên nhìn như cái bàn chải. Như bàn chải đúng rồi, nó ngứa. Mà cái dưới này trà cái là tại như kia cái vàng mu ở trên gầm nó láng cái làm như nhột cái nữa nó cũng đỡ nữa. Hai cái nó chung lắm ông ơi, nó dễ lắm. Trong nhận nha. Bởi vì vợ tôi cũng biết chỗ đó, tôi cũng biết thương nó chỗ đó thì cả đi từ từ làm tới đó. Tôi nghe ra cỡ tôi, gì tôi nói thiệt cỡ gì đâu có cỡ kìa chị chú cỡ kìa cứ nó hứng nó chồng mình nó thiệt nó cự cự vậy chứ nó mà cỡ ông nội tôi gặp tôi còn chịu không nổi nó chứ đừng nói nó nhiều cái rồi nên phải mà được người đó giữ tao mà công nhận tôi công nhận nha mà lực tôi được vậy là may lắm á trời mà tôi nó có kéo qua được còn bao nhiêu năm nữa đi. Mà tôi cũng đoán hoài yêu cầu tôi có sức khỏe đi cậy có sức khỏe là sức khỏe chạy hoài ha sức khỏe chạy hoài là còn chơi hoài còn mà sức khỏe tôi mà không còn á kể như là sức khỏe tôi mà còn là tôi còn chạy xe là còn lao động là còn chơi được còn mà sức khỏe tôi mà cầm xe chạy hết nổi là kể như lao động của tôi hết rồi nó xuống kiệt sức là rồi đó kể như lúc đó ở nhà luôn rồi lúc đó là cô Trúc nhà buồn á nha buồn là tôi như ý muốn đó buồn khi nhiều cái tôi cũng niệm Phật mấy ông ơi bây giờ cho tôi giảm lâu quá để cho tôi nghỉ một cái nữa đi ha thì mấy ông phải thì mấy ông đón lại cho nghỉ cái nữa lúc đó còn mạnh nữa lúc đó còn ngon lúc đó mới hứng nữa mới chết luôn vậy là
là bữa nay là đổi phong thủy đó ha. Đổi phong thủy đó. Ha. Đây là trên nhà thì nó nóng quá, nóng nhỏ nhiều ha. Đúng rồi, mấy nhỏ nhiều quá vậy nó hiểu. Chết chút xíu. Nó chết chết chứ mà vợ chồng cũng chung thủy luôn. Chết thì chết, làm thì làm mà. Thương thì thương gì đó. Có nhiều á cũng làm hoài hoài đó. Đổi chỗ đừng cho nó có hứng không? Ừ, bởi vì vợ tụi nó cũng nghĩ tình thiệt nên ra mũi, mũi mũi chứ. Có mũi nó có mình chứ. Chứ mẹ mình quét mà không có mũi thì sao có mình được. Trời Phật ơi, có mình ra nó mũi nó hứng hứng rồi mình cũng hứng theo nó. Có ở đâu, vừa đập vừa làm chứ nó hơi chết luôn á. Chứ nó khó kiếm với nó bà. Thứ mà ông không có nó cắn coi, ông có đập coi đâu có hứng. Ông vô nhà coi, mẹ nó không có cắn rồi lấy gì đập, rồi lấy gì hứng vợ. Ra ngoài vợ trình, vợ chồng chung thủy cái đụng nó cắn vừa cắn đây vừa đập vừa cắn vừa đập. Đâu mà công nhận nó bịch ghê luôn. Thứ nó mới đã, thứ nó mà còn hố thêm nữa đó, mau nữa. Còn mà thứ mà ở chầm, không có mũi cắn rồi. Ông lâu lắm. Có xuống bùi lầm thường không chứ không? Không, không có xuống đâu. Lâu lâu quá. Lâu lâu quá. Lâu nhưng mà chắc chưa, nó đổi hứng quá, á. Đổi hứng chắc chưa á. Nhà con thấy trên nhà nực quá. Nực lắm ông ơi, nằm hơi nó gió nực lắm. Nó như thế giờ này nè, hạ nè. Hạ gió mát nè, quá vậy. Dạ nắng nè, giờ này nhả hỏi rồi. Chắc chưa mà nằm ở trên nhà. Gần 5 giờ nè, kém 20 phút nữa 5 giờ rồi, dạ nắng. Chưa mà nằm trên nhà chỗ này chịu. Trời ơi trời, chắc chưa tao đi màn kẹo ngồi rồi. Thấy con vợ tôi giờ thấy anh màn mệt mệt, anh nóng. Rồi kéo xe nắng nó hực lên, ở dưới lộn hực lên, nó trên gỗ xuống, trời ơi. Với cái tuổi của mình cứng nè, mà gán chịu còn được, biết chịu sao. Gán đi, dưỡng sức khỏe lên, nằm gán kéo gán làm, nằm có tiền về lo cho vợ con. Đó, thành ra tôi chịu vậy đó. Thành ra như vậy sức khỏe tôi mới còn vậy đó. Đó thì mới về nằm nghỉ chút mà anh lại đó. Vợ tôi tới đây nó dốc, vì lúc đó tôi chở tôi để cái máy đó. Rồi vợ tôi nghe nó anh điện. Tôi nói ai? Tôi nói anh vợ tôi không biết ai chứ nó nói cãi. Thì ai cũng lại biết rồi chứ gì đâu. Giống như hai chồng nãy đang âu yếm tình tứ quá mà hai YouTube lờ lỡ phá đám kỳ quá. Có ai đâu. Thôi cũng khép lại video nghe chú Minh. Dạ, vậy đi. Chúc chú với cô chúc nữa âu yếm nữa nha. Cũng hẹn khán giả những video tiếp theo, Lê Thanh cũng xin chào nha. Chúc chú và vợ lúc nào cũng âu yếm vui vẻ nha. Âu yếm vui vẻ, thường còn hoài làm hoài đó ơi. Bấm đăng ký, bấm chuông để được theo dõi những video tiếp theo. Lê Thanh xin chào và hẹn tất cả các bạn một video tiếp theo.